Xin kính chào quý vị khán giả đến với kênh Thời sự và Giải trí. À, tiếp theo xin mời quý vị cùng đón xem phần 2 của bài viết Ai dám tấn công đập Tam Hiệp? Chuyên gia giả thiết 17 bí mật bị che giấu, tác giả Thanh Lâm xin mời quý vị cùng theo dõi. 12. Vũ khí hạt nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc bảo đảm không ai dám tấn công đập Tam Hiệp. Lý thuyết về chiến tranh cực hạn là lý thuyết chính của phái Diều Hâu trong quân đội Trung Quốc. Khi Trung Quốc bị tấn công, họ sẽ hoàn toàn sử dụng lực lượng vũ khí hạt nhân để chống trả trên diện rộng, không sợ trái đất và nhân loại bị hủy diệt. Vào tháng 9 năm 1999, Lục Hữu Mi, tổng giám đốc của tập đoàn dự án Tam Hiệp, đã tham dự hội nghị đập quốc tế và khi được hỏi về sự an toàn của đập Tam Hiệp, thì Lục Hữu Mi đã giới thiệu cụ thể về lý thuyết của cuộc chiến cực hạn để đảm bảo an toàn cho đập Tam Hiệp. Trung Quốc có sức mạnh đủ để tấn công, mặc dù sức mạnh hạt nhân của siêu cường thế giới Hoa Kỳ đủ để phá hủy trái đất nhiều lần, nhưng vũ khí hạt nhân ở Trung Quốc đủ để tiêu diệt đối thủ một lần. Vì vậy, chiến lược của chúng tôi là không tìm kiếm sức mạnh ngang bằng với kẻ thù. Mục đích của chiến tranh là ở việc bảo vệ mình và tiêu diệt kẻ thù. Nếu chiến tranh hạt nhân nổ ra thì tất nhiên là cả hai đều chết. Nhân loại trên trái đất cũng bị hủy diệt. Không có kẻ thắng, người bại. Miễn là sức mạnh quân sự của Trung Quốc đủ mạnh, có sức mạnh đe dọa quân sự, có sức mạnh hủy diệt kẻ thù trong một lần thì đập tam hiệp sẽ an toàn. Cần phải nói rằng, lý thuyết về chiến tranh cực hạn là cơ sở quan trọng để Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân và Lý Bằng nghĩ rằng không có ai dám tấn công đập Tam Hiệp. Nhưng đừng quên rằng cái thân quyến của nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và của các lãnh đạo các lực lượng vũ trang hầu hết là Hoa Kỳ. Họ có sử dụng vũ khí hạt nhân của Trung Quốc để hủy hoại con cái họ ở Hoa Kỳ không? 13. Hai lưới trời bảo vệ đập Tam Hiệp. Các nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc nói rằng Hoa Kỳ không dám tấn công đập Tam Hiệp và tên lửa Lato không thể tấn công nổi và đây chỉ là dối người, dối mình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhập hai tên lửa chống đạn đạo từ Nga để bảo vệ Bắc Kinh, Thượng Hải và dự án Tam Hiệp. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã phát triển tên lửa chống đạn đạo Hồng Kỳ và củng cố hệ thống tên lửa chống đạn đạo. Đây là cái gọi là lưới trời thứ nhất. Lưới trời thứ hai là một hệ thống phòng không thông thường hai sư đoàn không quân đã được triển khai tại Nhi Sương khi đập cát châu được xây dựng. Người ta nói rằng lưới trời này cũng bao gồm nhiều loại súng phòng không và súng máy tầm cao. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm và bài học về cuộc chiến Kosovo thì lưới trời của Belgrade đã được xây dựng với sự hỗ trợ của Đảng Cộng sản Trung Quốc là vô tác dụng. 14. Tính khả thi và hậu quả của việc hồ chứa Tam Hiệp xả nước trong thời gian ngắn. Ở đây, tôi muốn thảo luận về khả năng kỹ thuật của hồ chứa Tam Hiệp xả nước từ hồ chứa trong vòng 3 đến 4 ngày. Theo lời giải thích của Châu Gia Hoa tại Đại hội Nhân dân Quốc gia, sau khi phát hiện ra dấu hiệu báo trước chiến tranh sẽ thực hiện xả nước. Mực nước của hồ chứa Tam Hiệp sẽ hạ xuống mức 145 m so với mực nước biển, thậm chí là 130 m so với mực nước biển và dung tích lưu trữ tương ứng là 17,25 tỷ m khối và 10,3 tỷ m khối. Mức lưu trữ bình thường của hồ chứa Tam Hiệp là 175 m so với mực nước biển, với dung tích lưu trữ 39,3 tỷ m khối. Nếu mực nước hạ xuống 145 m, cần xả 22,15 tỷ m khối. Nếu mực nước giảm xuống 130 m thì cần xả 29 tỷ m khối. Trong tình huống bất lợi nhất Mực nước sẽ hạ từ 175 m xuống 130 m trong 3 ngày và tổng cộng 29 tỷ m khối nước sẽ rút đi. Khi đó, lưu lượng xả của hồ chứa Tam Hiệp phải cao tới 112.000 m khối trên dây. Đây chỉ là dòng chảy nhân tạo được tạo ra khi xả hết nước hồ chứa Tam Điệp. Dòng chảy tự nhiên khi mặc vận trí đập qua Tam Hiệp chưa xét tới, lưu lượng trung bình 1 năm là 14.000 m khối trên dây mực nước sẽ giảm xuống 130 m trong 3 ngày và tốc độ dòng chảy tự nhiên là 112.000 m khối trên dây cộng với 14.000 m khối trên dây lưu lượng xả tự nhiên. Khái niệm 112.000 m khối mỗi giây tổng cộng với 14.000 m khối trên dây là gì? Khái niệm 112.000 m khối mỗi giây cộng với 14.000 m khối trên dây là gì? Lưu lượng lũ của trạm nghi xương của đập Tam Hiệp 100 năm có một là 83.700 m khối trên dây. Lưu lượng lũ nghìn năm có một là 98.800 m khối trên dây. Lưu lượng lũ vạn năm có một là 113.000 m khối trên dây. Dựa trên dữ liệu lịch sử, trận lụt năm 1870 của trạm Nghi Sương là 105.000 m khối trên dây. Đây là trận lụt lớn nhất lịch sử. Lưu lượng lũ năm 1870 là 92.500 m khối trên dây. Đây là trận lũ lớn thứ hai trong lịch sử. Năm 1954, một trận lụt lớn đã xảy ra ở sông Dương Tử và trạm Nghi Sương cho thấy đỉnh điểm là 66.800 m khối trên dây vào ngày 2 tháng 8. Năm 1998, trong trận lũ sông Dương Tử vào ngày 16 tháng 8, trạm Nghi Sương cho thấy mức cao nhất là 63.600 m khối trên dây. Những dòng chảy cực đại này không thể so sánh với dòng chảy nhân tạo do hồ chứa Tam Hiệp tạo ra, khi xả nước trong thời gian ngắn, để tránh đòn trong chiến tranh, hồ chứa Tam Hiệp sẽ phải giải phóng nước nhanh chóng và giảm mực nước trong một thời gian ngắn nhất, sẽ xảy ra trận lụt lớn nhất trong lịch sử Hạ Nưu. Điều này có tác dụng tương tự như kẻ thù ném bom phá hủy đập Tam Hiệp. 15. Đập Tam Hiệp sợ điều và máy bay mô hình. Thế giới có nhiều biến đổi Đập Tam Hiệp vốn luôn được biết đến như một bức tường sắt và thép vững như bàn thạch, người Mỹ không dám động đến và vũ khí thông thường của NATO cũng không thể phá hủy nổi. Giờ đây đột nhiên sợ một con diều, khinh khí cầu, máy bay mô hình hoặc là chiếc thuyền. Vào ngày 16 tháng 9 năm 2013, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã ký một lệnh của Quốc vụ viện để ban hành quy định về an ninh của dự án kiểm soát nước Tam Hiệp. Sự an toàn của Đập Tam Hiệp đã trở thành tâm điểm của xã hội. Miễn là bạn đọc kỹ quy định bảo mật dự án Tam Hiệp của Quốc vụ viện, bạn có thể biết rằng lần này, Quốc vụ viện tin rằng không phải người nước ngoài nào dám tấn công Đập Tam Hiệp, mà là người Trung Quốc, có lẽ là những người được gọi là những con sói đơn độc. Những người công nhân đã bị loại bỏ bởi nhóm Tam Hiệp có thể trở thành những con sói đơn độc. Những người nhập cư Tam Hiệp đã mất nơi cư trú trước đây và hiện không có đất làm việc trong vô vọng có thể trở thành những con sói đơn độc những người nông dân mất đất có thể trở thành những con sói đơn độc những hộ gia đình được tái định cư không được đền bù xứng đáng có thể trở thành những con sói đơn độc những người đi thuê nhà không thể trở về nhà của tổ tiên có thể trở thành những con sói đơn độc những bệnh nhân bị nan y do ô nhiễm môi trường có thể trở thành những con sói đơn độc sự khủng bố tôn giáo có thể trở thành một con sói đơn độc, vân vân. Trong mắt chính phủ Trung Quốc, không chỉ có Hoa Kỳ, Nga, Đài Loan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt Nam, Philippines hay là các lực lượng đặc biệt được đào tạo cao, mà còn hàng ngàn con sói đơn độc của Trung Quốc. Họ không có bất kỳ vũ khí tối tân nào, họ cũng không thể sở hữu vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa, họ không sợ hãi. Trên thực tế, Việc tấn công đập tam hiệp chỉ cần vài kg chất lộ hoặc là tên lửa chống tăng, tàu hoặc máy bay mô hình đã được sửa đổi, hoặc một con diều đã sửa đổi hay khinh khí cầu có chất nổ, vân vân đều có thể gây ra một đòn chí mạng cho đập tam hiệp. Có lẽ nhiều người Trung Quốc không tin rằng đây sẽ là một sự kiện có thể xảy ra. Nhưng Thủ tướng Lý Khắc Cường và Văn phòng Lập pháp của Quốc hội Viện tin vào đã cho ban hành các quy định an ninh yêu cầu chính quyền Hồ Bắc và chính quyền thành phố Nghi Sương thực hiện quy định này 16. Cơ cấu nâng thuyền dễ bị tổn thương nhất Lý thuyết thùng gỗ nói với mọi người rằng miếng gỗ ngắn nhất trong thùng quyết định khả năng chứa nước của thùng Cơ cấu nâng thuyền cho biết phần dễ bị tổn thương nhất của đập Tam Hiệp và cơ cấu nâng thuyền đáng lẽ được hoàn thành vào năm 1997 nhưng kỹ thuật phức tạp nên tập đoàn tam hiệp không có khả năng hoàn thành đành phải mời người đức giúp đỡ cơ cấu nâng thuyền đức chế tạo có lực nâng tàu ướt lớn nhất thế giới có lẽ người đức đã nói với chính phủ trung quốc rằng cơ cấu nông thuyền lớn nhất của đức sau khi vận hành không lâu đã gặp nhiều tai nạn bao gồm cả vụ dò dỉ may mắn thay không có nhiều nước ở thượng du và không có tai nạn nghiêm trọng nào xảy ra cơ cấu nâng thuyền của tam hiệp là khác nhau Cơ cấu nâng thuyền tam hiệp thực sự kiểm soát 22,15 tỷ mét khối nước trong hồ chứa tam hiệp. Nếu cơ cấu nâng thuyền tam hiệp dò dỉ, thì 22,15 tỷ mét khối nước sẽ bị mất kiểm soát và có thể phá hủy con đập, tạo thành hiệu ứng vỡ đập. Tàu thuyền thao tác sai lầm, đâm hỏng, dầm thép hoặc ngăn chứa tàu thuyền bị hư hại thì cơ cấu nâng thuyền tam hiệp sẽ bị dò dỉ. Tương tự, dầm thép hoặc là ngăn chứa tàu thuyền bị con người phá hoại cũng sẽ do gì? 17. Không thể ngăn chặn. Quốc vụ viện đã nêu rõ trong quy định an ninh rằng sự an toàn của dự án Tam Hiệp là rất quan trọng. Các quy định phân chia thành các khu vực an ninh trên bộ, trên mặt nước và trên không và thực hiện các biện pháp khác nhau để ngăn chặn chúng. An ninh trên bộ được chia thành nhiều khu vực hạn chế, khu vực kiểm soát và khu vực cốt lõi chủ yếu để đảm bảo rằng người đi bộ không liên quan, các phương tiện không thể tự do vào khu vực kiểm soát, nơi cấm vũ khí, chất nổ hoặc hàng hóa nguy hiểm khác vào các khu vực an ninh đất liền. Các khu vực an ninh trên không cấm các hoạt động và thiết bị bay như diều, đèn trời, tức là đèn khổng minh, khinh khí cầu, phi thuyền, dù bay, dù lượn, máy bay cánh tam giác, máy bay không người lái, máy bay trực thăng hạng nhẹ và máy bay mô hình Đập Tam Hiệp an toàn vững chắc mà phải sợ cả diều. Điều này chính là sợ bóng, sợ gió. Tuy nhiên, máy bay mô hình điều khiển từ xa thực sự là một mối đe dọa lớn nhất đối với đập Tam Hiệp. Máy bay mô hình điều khiển từ xa có thể mang chất nổ để đánh chính xác vào cơ cấu nâng thuyền, cửa cống đập và đường xả lũ. Nhiệm vụ của khu vực an ninh mặt nước là khó khăn nhất mặc dù cảng tàu khách có thể thực hiện các biện pháp an ninh tương tự như sân bay hành khách không được phép mang chất nổ hoặc hàng hóa nguy hiểm khác lên tàu tuy nhiên con tàu phải dừng lại nhiều lần trên đường và hành khách lên bờ để chơi hoặc mua sắm mỗi khi có kiểm tra an ninh thời gian di chuyển sẽ được kéo dài rất nhiều khiến cho việc vận chuyển hành khách dưới nước không hấp dẫn tàu chở hàng có thể được cập cảng gần như mọi nơi ở khắp mọi dọc trên bờ sông và rất khó có thể đảm bảo rằng chất nổ hoặc hàng hóa nguy hiểm khác không thể lên tàu. Chỉ có sự kiểm tra an toàn nghiêm ngặt của tất cả các tàu chở hàng trước khi qua đập Tam Hiệp mới đảm bảo được tàu không chứa chất nổ và hàng nguy hiểm. Nhưng vẫn không khả thi bởi bản thân con tàu cũng là vũ khí nguy hiểm đe dọa đập Tam Hiệp. Một con tàu đâm vào cửa cống, cơ cấu nâng thuyền hoặc là ngăn chặn tàu thuyền có thể gây ra thảm họa. Do đó, Quốc vụ viện đã xác định rõ hệ thống trách nhiệm an toàn cho những người phụ trách các cảng và tàu trong cảng của lưu vực sông Dương Tử trong quy định an ninh. Kính thưa quý vị, nội dung bài đọc phần 2 Ai dám tấn công đập tam hiệp, chuyên gia giả thiết 17 bí mật bị che giấu, tác giả Thanh Lâm đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau.